Mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết tổng hợp tối ngày 11 tháng 12 của kênh VTC14. Thưa quý vị, đúng như dự báo, không khí lạnh đã tràn xuống các tỉnh Bắc Bộ gây ra mưa và mưa nhỏ rải rác, nên nhiệt độ trên toàn khu vực giảm phổ biến từ 2 đến 4 độ. Gió đông bắc trong đất liền đã mạnh lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5. Trời ngày muốn rét thêm. Đến 13 giờ trưa nay thì nhiệt độ trên toàn khu vực chỉ dao động trong khoảng từ 17 đến 20 độ. Đặc biệt tại Mẫu Sơn trời vẫn tiếp tục mưa và nền nhiệt độ duy trì dưới 10 độ. Đến sáng nay do chưa chịu tác động của không khí lạnh nên các tỉnh ven biển Trung Bộ hầu như không có mưa. Tuy nhiên càng về trưa ở các tỉnh phía Bắc trời đã nhiều mây hơn và nền nhiệt độ bắt đầu có xu hướng giảm dần. Trong khi đó thì các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết hầu như ít biến đổi so với 24 giờ trước đó. Dự báo trong 24 giờ tới, khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, trong khi ở trên cao, dòng xiết gió Tây vẫn còn duy trì. Vì vậy, đêm nay và ngày mai, bầu trời nhiều mây, âm u và có mưa nhỏ vẫn tiếp tục bao trùm lên các tỉnh phía đông của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh phía Tây có mưa rải rác ở phần đông nam của khu vực, nên nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục có xu hướng giảm thêm, trời rét có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến ở mức từ 14 cho đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 13 độ, còn nhiệt độ cao nhất trong ngày mai cũng chỉ dao động phổ biến dưới 20 độ. Vượt qua các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khối không khí lạnh cũng đã di chuyển tới các tỉnh Trung Trung Bộ, từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi. Vì vậy mà đới gió đông bắc trên khu vực sẽ mạnh trở lại, kết hợp với yếu tố địa hình khiến cho toàn khu vực có mưa, một số nơi có lượng mưa tương đối lớn nên nhiệt độ giảm dần. Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa xa và ít chịu tác động của không khí lạnh nên thời tiết ít biến đổi. Toàn khu vực phổ biến có mưa rông ở vài nơi nên nhiệt độ ban đêm ít thay đổi. Riêng các tỉnh Tây Nguyên về đêm trời có sương mù nhẹ nên nhiệt độ hạ xuống khá thấp, chủ yếu dao động từ 16 đến 19 độ, khiến cho trời rét tự như đang ở các tỉnh Bắc Bộ. Ban ngày trời có nắng với số giờ nắng khá cao, khiến cho nền nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục duy trì ở mức cao. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực phổ biến đều trên 30 độ. Một số nơi thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ có nhiệt độ xấp xỉ khoảng 34 độ, trời khô nóng. Tuy nhiên, một đợt chiều cường mới đang lên, vì vậy mà vùng trũng của Nam Bộ cần đề phòng với khả năng bị ngập úng, đặc biệt trong giờ cao điểm. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu dần, trong khi dòng xiết gió Tây cũng có xu hướng suy giảm. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 18 đến 21 độ, có nơi từ 25 cho đến 27 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi từ 10 cho đến 13 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 17 đến 20 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 17 cho đến 20 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 18 đến 21 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa với gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 24 đến 27 độ, phía Nam có nơi từ 27 cho đến 29 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 28 đến 31 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ và cao nhất là khoảng 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất là khoảng 30 đến 33 độ. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Nhiệt độ dao động từ 24 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 30 độ.
Thưa quý vị, như vậy trong 24 giờ tới, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, trời rét. Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rông vài nơi tại các huyện ven biển, ban ngày trời nắng. Bản tin thời tiết tối nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.